Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì em sẽ quay lại cái hành trình bọn em phải làm một cái sản phẩm máy xúc nó như thế nào. Nay em không giới thiệu em nào cả, em chỉ đây bọn em là mặc dù là dân kinh doanh nhưng mà bọn em vẫn phải dọn rửa máy móc. Bọn em phải đánh số khung đi nhá. Cho anh em số khung. Số khung máy PC120-6E. Bọn em phải dùng cả ATM với RB7 để chụp, để đánh cái chất tẩy sơn ấy. Đấy, mấy anh em vừa làm xong này. Mệt lắm anh em ạ. Cho anh em xem, tưởng nó dễ. Bọn em phải đánh số động cơ. Bọn em phải đánh số động cơ với lại là chụp đầy đủ số khung để chuẩn bị sẵn gương đèn còi cho máy móc. Khi mà cục đăng kiểm tới thì là bọn em phải chuẩn bị sẵn để được đăng kiểm thì mới giao được xe cho anh em. Đây, bọn em làm ok anh em đúng không anh Hùng? Chìa khóa xe đúng rồi. Đấy. Mả lắm, nhục lắm. Sung sướng đâu. Nó sẽ anh em này trời nắng đấy, bãi này. Đấy, em đây. Đấy. Mà mặc áo thợ đi làm. Như đúng rồi luôn. Đấy, cái số máy của con PC này ấy, nó lại dưới cái phần củ đè ở bên dưới này. Không biết là em quay có tới không. Nó ở cái phần không có quay thì nó không tới, mà em chụp được ảnh. Có nghĩa là phải chuẩn bị cho một cái buổi đăng kiểm. Ví dụ như hôm nay họ đến họ làm lô nào, họ làm ra làm sao thì là rất là mệt. Anh Huy ơi, cất gọn đồ ấy. Cất gọn đồ ấy. Đấy. Không sung sướng gì đâu các bạn. Nắng này bán máy xúc về. Nhà em thì máy to máy nhỏ có hết. Mỗi lần về là phải tìm số khung số động cơ. Để mà câu chuyện mà anh em mua được nó lại là câu chuyện nó khác. Bán cho các bác là bọn em phải đăng kiểm để chứng minh cái nguồn gốc rõ ràng của máy là bọn em nhập Nhật chứ không phải là nhập Trung hay nhập gì đấy. Nhà em dòng Hàn thì nhà em lại không chơi. Này, bọn em có phải dùng xịt vào với bạn này. Dùng lau lấy dây giáp đánh. Câu chuyện nó không phải đơn giản đâu các bác. Ủa anh à? Kính đấy. Đấy, cho các bác xem. Đấy, ví dụ như hôm nay là nhà em hoàn thành cái lô này. Lô mấy con có Sumi kia về này. Có Sumi cần cứng này về chưa lắp. Đấy, còn hôm nay đăng kiểm con này. PC120-6E. Đấy. Cần cứng này. Em đánh xong số khung số máy con này rồi. Đấy thì nó thế thôi. Con nào về bọn em cũng phải đánh số khung số động cơ cho nó rõ ra để còn đăng kiểm. Đăng kiểm được ra giấy tờ hải quan rồi kiểm đỏ đầy đủ cho các bác. Chung là cho nó chuẩn máy Nhật. Đấy thì mong các bác cứ theo dõi em. Thi thoảng em lại ngoài giới thiệu báo giá máy ra thì bán máy ra thì em quay những cái công việc hàng ngày cho anh em xem tí. Thì em quay cái này lần đầu. Đấy thì mong các bác cứ theo dõi ủng hộ em nhé. Ok, rất là cảm ơn anh em.